Xin chào anh em, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta làm sao chúng ta chỉnh được một cái hình từ đây. Đó, các bạn nhìn kỹ, đây là trước và đây sẽ là sau khi chúng ta chỉnh xong. Đại khái mình sẽ gọi là chỉnh phong cảnh khá cơ bản đi. Rồi ok, các bạn thể để ý là ở đây mình bỏ cái before after đi ha, mình sẽ tạo bỏ đi. Thì có thể thấy là ở đây mình chỉ cần duy nhất thêm đúng 3 layer để chúng ta hoàn tất được cái hình này. Thì các bạn thể thấy là ở cái cách để chúng ta làm rất đơn giản như thế thôi. về quy mô rất là đơn giản. Nhưng mà cách làm chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi ok, đây mình sẽ tắt cái này đi và mình sẽ khởi động lại từ đầu cái file gốc của chúng ta ở đây. Đây là file gốc của bạn Quý Nguyễn, thì các bạn có thể tải cái ví stock này bằng cách click vào link ở phía dưới phần description cũng như phần comment của video này, thì nó sẽ ra cái phần inbox trên fanpage của mình ha. Các bạn cứ bấm nút bắt đầu hoặc là login vô thì tự động sẽ share cho các bạn cái link của cái hình này, thì các bạn có thể tải về các bạn làm theo mình cho nó dễ. Rồi ok, quảng cáo chút xíu, mình đang có cái khóa học Photoshop cơ bản, nếu như các bạn cần các bạn có thể click vô cũng cái link ở phía dưới luôn. Ok ha. Rồi đây mình sẽ bắt đầu chúng ta mở cái hình này, thì đơn giản mình sẽ mở bằng Photoshop thôi. Mặc định chúng ta mở file RAW ha, thì bây giờ Photoshop sẽ bật lên cho chúng ta cái camera RAW. Ở đây mình đang sử dụng phiên bản 10.3. Rồi ở đây mình sẽ đầu tiên là mình sẽ chỉnh lại một chút xíu để cho chúng ta có cái gọi là màu sắc rồi các thứ nó ok hơn, thì chúng ta tạm gọi là color correction. Ok ha, đầu tiên là exposure mình cảm thấy rất hậu, tuy nhiên ở đây có cái contrast mình sẽ tăng lên chút xíu. Highlight ở đây có thể thấy highlight rất là nhiều và chúng ta sẽ cần một cái nó gần giống như là HDR vậy á, cho nên là mình sẽ giảm highlight đi gần maximum luôn. Tương tự mình sẽ đẩy shadow lên chút xíu để mình thấy được tất cả cái chi tiết ở phần phía trong cái nhà này, ngay phía trong cửa, tại vì nó khuất mà, nó tối. Đó thì mình sẽ làm như này. Sau đó chúng ta tiếp tục mà phần black có thể là mình sẽ kéo xuống một chút xíu tại vì đang hơi cháy sáng, thành ra là mình sẽ làm như vậy. Phần black, phần white mình giảm chút xíu, phần black mình tăng lên tí và clarity mình tăng lên chút xíu thôi để mình nó hơi gắt hơn chút xíu. Rồi vibrant mình sẽ tăng mạnh. Vibrant này thì đơn giản nó là tăng cái những cái màu mà nó chưa bão hòa, đơn giản thế thôi. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ sang phần sharpening mình sẽ tăng lên chút xíu tí xíu thôi và tăng masking lên. Đây mình đè phím alternate thì các bạn sẽ thấy là phần masking chúng ta chỉ đang masking với phần những cái phần nét thôi. Tiếp theo đó là phần sang lens correction, những cái lỗi thì các bạn thể thấy ở đây cái lỗi bự nhất ở đây chính là cái viền tím, thì chúng ta sẽ bật cái remove chromatic aberration này lên thì tự động nó sẽ chạy cái phần khử viền tím tự động cho chúng ta, khá là đơn giản ha. Và đây mình sẽ tạm thời là thế, bây giờ mình sẽ có thể là mình chuyển qua đây và có một cái là mình phần này các bạn thể thấy là cái màu của ta nó vẫn hơi nhạt nhạt. Tuy nhiên đây mình không thể nào tăng saturation, tại vì tăng saturation lên thì tất cả các màu nó sẽ lên, và kể cả cái màu ở những cái phần ván gỗ, và mình không muốn cái điều đó xảy ra. Mình chỉ cần cái chủ yếu là phần màu lá cây nó lên thôi để nó pop, tức là nó nổi bật lên và nó gọi là nó xanh rì hơn chút xíu. Ok, thì đây mình sẽ chỉnh saturation của đúng cái màu xanh lá cây thôi. Tuy nhiên đây cái saturation gốc thì mình nghĩ là mình tăng lên chút xíu thì nó vẫn ok, cho nên đây mình sẽ tăng lên 15. Và chúng ta qua phần SSL adjustment thì mình sẽ chỉnh sang là saturation. Saturation này đây thì phần green mình sẽ đẩy lên, đẩy nhiều chút xíu để cho nó nổi bật lên mà. Aqua mình sẽ tăng lên chút xíu, tí xíu thôi. Là đại khái là hết. Có lẽ mình sẽ không chỉnh luminance. Không, chỉ hơi thay đổi chút xíu thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ open cái hình này. Và các bạn có thể thấy là cái hình của chúng ta khá là ổn sau khi chúng ta đã trải qua cái bước lens, cái bước color correction hồi nãy chúng ta chỉ chỉnh trên cái camera. Ok ha, thì đây chúng ta đã có một bức hình gọi là tạm ổn. Tuy nhiên có một vấn đề là cái bầu trời ở đây chúng ta nó rất là sáng, lý do là tại vì bạn này chụp thì rất là ổn ha, tại vì tính tới cái vấn đề là ở phần phía trong này nó tối quá. Nếu như các bạn nào mà chỉnh chụp mà dạng như là set máy cho nó tối đi á, thì cái phần phần ở phía trong nhà nó thành một cục đen thui luôn, thì nó rất là xấu, thành ra là chúng ta hy sinh cái vấn đề đó. Thì đây thì đơn giản cái thôi, phần bầu trời thì chúng ta sẽ ghép thêm vào. Thì để ghép thì mình sẽ tìm cái tên, mình sẽ đơn giản là tìm trên Google Image, và đây mình sẽ search là
Sky Sunset. Hôm qua mình có Direct Sky Sunset. Sky là bầu trời, sunset là buổi chiều, đơn giản thế thôi. Lý do tại sao? Tại vì mình đang muốn nó có một cái sự khác biệt cái trên màu sắc của bầu trời. Nếu như mà chúng ta chọn cái màu trời mà buổi sáng á, thì nó chỉ duy nhất màu xanh thôi. Còn đây mình đang muốn một cái vấn đề là mình nhìn một cái á, là mình sẽ có hai cái tầng mây, một tầng ở dưới màu vàng, một tầng dưới màu xanh xanh này chút xíu. Ví dụ như là mình chọn cái này khá là ok, thì ở đây mình sẽ truy cập và mình tải về. À, hình đây có thể là mình sẽ copy ở đây được luôn rồi, và mình sẽ paste vào đây rồi, khá ổn. Thế mình sẽ bấm Ctrl T, bấm Ctrl T để ra để cái free transform, và mình giữ phím shift, mình kéo dài ra chút xíu, tầm này khá ổn rồi. Bây giờ mình sẽ đảo ngược lại, tại vì có thể thấy là phần bên này nó khá là rộng, thành ra là chúng ta để phần phía bên tay trái thì nó sẽ nhìn nó sẽ ok hơn. Cái phần mà có hai tầng màu này, đó, phần trên màu xanh và dưới màu vàng, nhìn nó ấn tượng hơn nhiều, đúng không? Mình sẽ lật lại. Mặc dù là cái việc chúng ta lật lại như vậy, nếu như hình của các bạn nó khác đi thì các bạn thể phải cân nhắc cái này. Đó là phần hướng mặt trời gốc ở trong cái bức hình của ta. Các bạn thể thấy là ở trong hình gốc này thực tế mặt trời nó nằm ở phía bên này, phía bên này nè, đó. Cho nên là nếu như mình để như vậy thì nó hơi điêu chút xíu, nhưng mà thôi kệ, mình cảm thấy nó đẹp thôi. Rồi ok, mình để vào vị trí này ha. Giảm opacity đi chút xíu, có thể thấy là chúng ta để nó vừa đủ trên này để ta có cái đặng ra như thế. Có thể thấy nó vừa đủ cái mép của cái đường chân trời ở dưới này. Rồi, nhưng mà trước khi tới cái vấn đề đó, mình đang nghĩ tới vấn đề là ở phần phía trong này nó vẫn chưa đủ. À thôi được rồi, mình sẽ thêm cái bầu trời này vô. Cái cách để chúng ta ghép nền trời á, đơn giản cực kỳ luôn. Tại vì nó có rất nhiều cách ở cái những cái video trước các bạn thể tham khảo. Còn ở cái video này thì mình hướng dẫn cách sau. Đó là các bạn để ý ở phần này á, những cái phần bầu trời và phần nhà nó cực kỳ cách nhau. Về cái contrast có nghĩa là ở một cái thì nó trắng tinh luôn, còn một cái là nó có màu và nó hơi tối hơn chút xíu. Thì cái cách chúng ta làm đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng là Blend If. Cái lệnh Blend If này thì các bạn sẽ bấm chuột phải vào layer, chúng ta bật layer lên ha, và bấm chuột phải vào layer và chọn là Blending Option. Trong phần Blending Option, ngay ở phần Blending Option đầu tiên luôn, thì các bạn sẽ thấy cái lệnh Blend If này, ta chọn là Gray đơn giản. Và ở các bạn để ý cái thanh thứ hai, Underlying Layer. Cái Blend If này đơn giản một cái là nó sẽ lọc cái hình của chúng ta để mà nó so sánh phần sáng phần tối, mình muốn giữ phần nào thì mình để phần đó. Thì ở đây phần cái thanh phía trên là nó so sánh với chính nó, còn cái thanh ở phía dưới thì nó so sánh với những cái layer ở dưới. Layer ở dưới chính là layer background, và layer background chính là layer mà có cái lớp màu trắng. Nghĩa là ở đây mình đang muốn mình bỏ hết tất cả những cái chi tiết ở trong cái layer 1 này. Mình sẽ để tên là bầu trời. Mình bấm chuột phải. Đây, mình sẽ bỏ hết những cái chi tiết mà nó tối ở cái layer background, và mình chỉ giữ lại ở những cái khu vực nào có màu trắng của layer background thôi, ở trên layer bầu trời. Ok ha, thì việc chúng ta sẽ là kéo cái màu tối này đi, để chúng ta lọc đi, thấy không? Thì bây giờ cái phạm vi khả dụng của chúng ta là có phải là nằm giữa hai cái mũi tên. Ok, hai cái mũi tên này ha, mình sẽ đơn giản là kéo vào, thì có thể thấy là đó. Thì chúng ta kéo vào đó thì nó có cái tác dụng như thế, các bạn thấy nó rất là hay, đúng không? Tuy nhiên chúng ta muốn cho nó mượt hơn thì đơn giản thôi, chúng ta bấm cái giữ phím alternate alt phím alternate thì nó click mở rộng ra chút xíu, thì các bạn sẽ thấy là cái vùng chuyển nó sẽ mượt hơn rất là nhiều, và chúng ta sẽ chỉ giữ lại cái phần này thôi. Đó, mình sẽ mở rộng ra chút xíu, có thể phần trắng mình sẽ bớt đi chút xíu để cho nó tự nhiên hơn chẳng hạn thế. Rồi ok, mình cảm thấy khá là ổn. Đó thì chúng ta sẽ bấm ok và chúng ta có kết quả kiểu như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bật tắt cái bầu trời này lên, thì chúng ta sẽ thấy nó có ảnh hưởng một số dưới này. Thì đơn giản chúng ta sẽ tạo cái clipping mask cho nó, và mình sẽ sử dụng cái brush màu đen để chúng ta click vô cái layer mask này, và mình bôi đi ở những cái phần mà không có nó xuất hiện ha, bôi đi. Flow lên thấy, thì chúng ta sẽ bôi đi những cái phần mà nó ảnh hưởng vô, mà thực tế là mình không muốn ảnh hưởng ở khu vực đó. Mình sẽ bỏ hết những cái phần đó đi, và mình sẽ chỉ giữ lại những cái phần nào mà trên phần màu trắng của bầu trời thôi. Thì có thể thấy là ở đó cuối cùng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này, và hình như vẫn còn ảnh hưởng chút xíu ở khu vực này đại nhỉ. Đó thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như này, khá là ok đúng không? Rồi, có thể kiểm tra lại chút xíu phần phía trên này. Ok, rất là ổn. Đây, ta có thể bật tắt này.
đó, với cách chúng ta sử dụng Blend If là như thế, rất là nhanh, ghép bầu trời cho chị trong vòng chưa tới 30 giây thôi. Tùy chúng ta chọn cách chọn đó ha, cái cách chọn công cụ thôi. Rồi tiếp theo nữa, ở cái hình này các bạn có thể thấy là nó đang hơi phẳng chút xíu, mình muốn nó nổi bật, nó nổi hơn, nó có khối hơn thì đơn giản cái mình sẽ tăng contrast lên thôi. Mình sẽ click vào New Adjustment Layer và mình chọn là Brightness và Contrast. Contrast thì tăng độ tương phản, mình sẽ tăng độ tương phản lên chút xíu, tăng cái Brightness lên chút xíu để nó sáng hơn chút xíu thôi. Và đây mình sẽ tắt bật. Chúng ta có kết quả kiểu như thế này, khá là đơn giản đúng không? Và tới đây là khá là ổn rồi. Nếu các bạn nào thích thì các bạn có thể thêm nữa thôi, nhưng mà ở lúc đầu mình giới thiệu 3 layer mà giờ thực tế có 2 layer thôi. Đó thì đó là cái thế mạnh của cái vấn đề là chúng ta hiểu rõ công cụ của chúng ta là như thế nào. Tại vì cái hiệu quả của cái hình của chúng ta nó nằm ở đúng cái chỗ là cái hình, cái kết quả cuối cùng, mà còn là cái hiệu quả ở cái vấn đề thời gian. Chúng ta càng tiết kiệm được thời gian thì chúng ta càng kiếm được nhiều tiền, đơn giản thế thôi. Tại vì các bạn có nhiều thời gian, các bạn xử lý được nhiều hình hơn. Mỗi hình như vậy thì một lượng tiền đúng không? Thì đó, các bạn sắp xếp để làm sao mà cái tác dụng của nó luôn luôn ok ha. Thì làm sao để nắm rõ được cái công cụ? Nếu các bạn bắt đầu từ cơ bản, đừng bỏ qua cái khóa học Photoshop cơ bản của mình. Đơn giản là click vào cái link phía dưới hoặc là vào cơ bản.hpphotoshop.com. Các bạn sẽ học được tất cả thứ cơ bản nhất về Photoshop. Các bạn nắm rõ cái đó rồi, các bạn có thể làm được bất kỳ cái gì các bạn muốn. Và định hình trong đầu mình, trước khi làm cái bức hình, chúng ta định hình được là chúng ta cần phải làm những cái gì, thì lúc đó nó sẽ đỡ tốn thời gian của các bạn hơn rất là nhiều ha. Để thời gian làm những việc khác nữa chứ, đi chơi chẳng hạn thế. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi tutorial này. Đừng quên like, subscribe, share và cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm cái gì, vấn đề gì ha. Bye bye.